để lấy sinh nó càng ngày thì chung hoài rồi ta. Trong khi đó cái đường lối tư duy thứ hai là mình bị đau đầu mà mình nhìn những cái người mà có nhiều bệnh hơn mình đó, thì mình sẽ không có bị buồn phiền. Chế rằng cơ, nghĩa cái cho cái gì là ngon nào về nào cho thì nhìn đồ xem nào là mới chỉ vậy chứ suy 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 rồi, ta hiểu chứ suy rồi, lưu chứ nào cho nó đồ xem nào cái đúng ấy chứ suy 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 rồi. Cho nên ý tôi nói đó tất cả là điều do chúng ta tạo ra thôi. Cái sự đau khổ của chúng ta nó đi kèm với sự buồn, khi chúng ta bị đau bệnh mà đi kèm với cái sự buồn phiền là do chúng ta tự tạo ra tất cả. Cho nên cũng tương tự như vậy, tương tự thọ, tưởng, hành, thức, tất cả cũng là không. Có nghĩa là tất cả do tâm mà ra mà thôi. Cũng tương tự hồi nãy mình giảng về sắc là không, là do tâm thì tất cả thọ, tưởng, hành, thức, tất cả cũng đều là không, do tâm mà ra. Phải không? Ở đây là gì vậy? Tất đến lúc kia chick tạc được thôi ba chick đi rogo yêu. Tất sáng sớm sẽ đến lúc nằm bê tông lấy kia chạy tạc hành lê yêu. Tay đi kia chick lê yêu. Tay đi kia chick lê yêu. Rồi ba, ta tham mắt xem cái suy nó, ta nằm bên này lấy cái gì cho rồi ba, lấy để khai ra suy nghĩ rồi, xem là lấy để à tham mắt xem cái suy nghĩ rồi ta. Thì khi nói tới tất cả cũng đều do tâm mà ra, ở trong Phật giáo chúng ta tôi nói chuyện nghiệp, nghiệp từ đâu mà có, là từ do tâm tạo ra. Ta na lê gieo vào đó, mấy cái vật sẽ cho rồi ba, lê sáng vào đó, mấy cái vật lê ngày bắt sẽ tham mắt, suy nghĩ xem là tiền chi cái gì rồi ba. Tiền là chi. Cho nên nói tới ác nghiệp và thượng nghiệp và ác nghiệp và thiện nghiệp, tất cả cũng là do tâm. Rồi ba, lê là tên yung yore. Chế giang, lê thì là thoát thú nó, xem là tên yung yore. Lê thì thoát thú nó xem là tên yung yore. Cho nên á, Even lê chẳng mà xem là tên yung yore. Rồi ba, lê chẳng mà chẳng mà yung yore thì xem là tên yung yore. Cho nên nó tóm lại đó, tất cả những nghiệp đó là điều do tâm tạo ra. Rồi ba, chế rằng là thế chứ tôi cho tôi chơi tôi number ship tông bài sử dụng bài là khóa người này mà để tham gia xem cái sự sao bài sẽ cái gì để gắn liền với ta. Cho nên tương tự thọ tưởng hành thức tất cả cũng là không, có nghĩa là tất cả đều do tâm tạo ra thôi. Xem cái sự để sử dụng bài là chỗ để cái gì để xong xem để sẽ để cái gì để rồi ba. Dạ, cho nên tất cả đó đều chủ yếu đó là tâm, do tâm mà ra. Rồi ba. Tất cả những bậc thế này chỉ cho tâm chỉ tông bá nhị để xin nhiệm bá mang giáp bá mang giáp bá trầm bá trầm đa trầm bá sẽ được bá trầm bá khám bá bá u sẽ thắt sáu số ở đây bá thắt sáu đi lấy số. Tiếp đó, Sariputra tương tự tất cả các pháp hay là gọi là hiện tượng đều là không, không có tướng tánh, không sanh, không diệt, không nhơ, không dơ, chẳng không dơ, không giảm, không tăng. Tất cả những điều khởi dụng của chúng ta như tông bá nhị để xin nhiệm bá mang giáp bá mang giáp bá mang giáp bá trầm bá trầm bá khám bá bá u sẽ sáng bá là thắng bộ là chúng ta chỉ cái xin nhiệm bá sẽ chỉ đó bá xin nhiệm sẽ là răng sinh chủ bị xin nhiệm yếu mà để sẽ được. Câu thứ nhất không có tướng tánh ở trên đó, không sanh không diệt, bây giờ ngày giảng thì không có tướng tánh là có nghĩa là không có sự tồn hữu dựa trên cơ sở có tự tánh. Ta răng sinh chủ trụ sẽ ta nhận chủ tu sức được nhận được sự chứng mà chân thế sao cũng như chúng ta được ta răng sinh chủ trụ ba sẽ cho ra và ta đi chuyển yếu mà để sẽ được ta răng sinh chủ trụ ba sẽ cho nên khi mà nói tới tự tánh là không hề có răng sinh chủ trụ ba sẽ kể cho tất cả những người yếu sanh nam bên nào chưa tham chế chưa đạt kiến được thì chúng ta sẽ được. Tại sao là không có tự tánh? Tại vì tất cả các hiện tượng các pháp đều do đều phải có do tùy thuộc vào nhân mà sanh ra. Như ta kiến là kiến là chúng sinh, chúng ta lấy lâu chỉ là nghe bế chỉ sĩ cái đó ba. Mẹ tổ thì chú khăn này chúng bre. Khi nói tới mà nói tới tiếng Việt của mình là khi mà nói tới mà không có tự tánh có nghĩa là không phải là có nghĩa là sự sanh khởi là phải là nhân duy tùy thuộc mà sanh khởi, có nghĩa là cái dựa vào nhân mà duy để mà sanh ra. Cho nên bây giờ khi nói tới mẹ tổ thì khi mà nghe hỏi câu hỏi là cái hoa này từ đâu mà có? Cái gì sao được chú chưa nói? Quý vị trả lời cái hoa này từ đâu mà có? Trả lời hoa
nhân chăm sóc nữa. Nhân là mình trồng, mình duyên là mình đổ tính tưới tán vào. Bây giờ quý vị trả lời, hoa này từ đâu có? Bây giờ quý vị nói hoa này mà từ cây mà ra đó, lại có hỏi tiếp, cái cây từ đâu mà có? Bây giờ từ cái mà cái cây nó có đó, từ cái đó là từ cái gì mà lại có cái đó? Thì liên tiếp như vậy là phải cần có nguyên nhân để mà có, đúng không? Rồi. Yeah. Thì nàng chỉ chế được rằng bảo là mì đông hết chưa rồi, mì đông hết thì á, chú đã chuyển lên bờ rồi, tức là chú chưa rồi nhá. Cũng tương tự như vậy, cái sự đau khổ của chúng ta cũng phải là do nguyên nhân, do nhân và duyên mà tạo ra, đúng không? Rồi ba, mì đông hết thì là chú rồi ba, hiện tại rằng bảo là mì đông hết thì chú thì mẹ bảo xong na, khi này đông hết mẹ bảo sao cái, đông hết mẹ bảo xong hết thì là đông hết chú thì mẹ bảo xong hết thì ta đi làm gì, ta kể cho. Cho nên cái sự đau khổ của người của chúng ta là phải do có nguyên nhân mới có đau khổ. Nếu mà chúng ta diệt được cái nhân đau khổ thì đâu còn đau khổ nữa. Bây giờ sinh tồn rồi bây giờ yalga khaje che xanh này che ung rồi bây khi nói tới cây á thì vào mùa hè thì xanh sôi nảy nở rất là nhiều. Sinh tồn sao thì nó mới bảo nó sinh tồn che thu mà rồi. Nhưng mà nếu mà cái cây mình đốn rồi mình bứt gốc bứt rễ luôn rồi thì cây đâu có mọc lại nữa. Thế thì nên là đúng nghĩa sẽ thì mới vào sửa là thằng bất đúng nghĩa cái sao mà dứt thì mới vào sửa được xong rồi. Nên là nếu mà muốn tiêu diệt được sự đau khổ là phải tiêu diệt được gốc của đau khổ. Đúng nghe cái chú thì chưa nên có làm mẹ và sửa thôi sao nó hiện nay ta đúng nghe mẹ và sai ta kể cho ta lấy thuốc rồi ta cho nên là một khi mà diệt được cái gốc đó cái nguyên nhân đưa tới đau khổ thì đâu còn đau khổ nữa thằng ta đi xin mẹ đôi chứ đâu à xin đôi này chỉ được yểm cái chuyện này coi rồi à thằng nhà cho sao mà chỉ cái rồi à chẳng đâu chứng như chuyện mẹ đôi đi bây giờ cái hoa này đó là có từ cái cây bây giờ mùa hè thì nó mọc rồi sau đó thời gian sau nó lại mọc nữa phải không. Sinh tồn thì cái sao nó tốt sao nó đã chuyển kết thúc mà rồi. Nếu mà bứng cái cây dục luôn thì đâu có hoa đâu có mọc nữa đâu. Thế ra tiên tôi rằng bảo là đúng nghĩa sẽ cái sao nó đã mẹ bảo sửa ta kể cho thầy lệ ông vừa rồi. Cho nên bây giờ chúng ta mới nói là muốn diệt sự đau khổ thì phải diệt được cái nhân đưa đến sự đau khổ. Đúng nghĩa yong sao cái sao thì khó rồi. Sự rằng bảo là ta sao thì thuộc xung thì chế. Thuộc xung cái sao thì ngã sao được ngã dính tên lên ông vừa rồi. Nhân của đau khổ đó là gì? Đó là tam độc. Tam độc là tham sân si. Mà trong đó là có cái gì? Đó là ngã, là tôi. Ta ngờ dính cái nhu mô thì mà chê bà, chê mà xuống đó. Đồng hệ chân chê yô mà, ta mà chê bà, sẽ ta tỉ rệ. Sẽ nhìn mẹ bà, mà chê bà sẽ chú đoán. Mà dính cái nhu mô thì ngờ dính mà chê nó, đồng hệ chê yô mà rệ. Quý vị coi đây nè, không có tướng tánh hay dẫn rồi, bây giờ không sanh. Là hồi nãy ngài nói rằng đó, là cái nguyên nhân dẫn tới sự đau khổ, đó là tam độc tham sân si. Mà trong đó, đó cái nguyên nhân chánh đó, đó là ngã chấp, là bám chấp vào cái ngã mình có. Một khi mà mình không có làm cho cái ngã mình mà không sanh, có nghĩa là mình làm cho ngã chấp mà không có sanh trưởng đó, không sanh mình không có đó, thì mình sẽ tiêu diệt được đi sự đau khổ. Mangga và sự giam bao là nhu mong cái sao và nhu mong được rồi mangga na đúng hết cả cái mà đấy ta mangga và sự đó đúng em nhu mong mangga na đúng hết cả cái mà đấy mangga và đó thì cái chữ không diệt có nghĩa là nếu mà mình không diệt được phiền não thì mình sẽ không thể nào mà diệt được sự đau khổ được nhu mong mangga na đúng em cả cái mà đấy mình không có diệt được phiền não thì mình sẽ không diệt được sự đau khổ đó là chữ không diệt trong kinh. Đúng không? Ta trima mẹ bà, trima đã trai bà, ta trima sẽ được dòng bà là chức bà rè. Trima đó là nhị khô gù rè. Sim kì trima chế ta, chí lô kì trima chú rò, thằng ta thì trima thì sim kì trima thì rè, nhóm mò rò khô gù rè. Ở đây, cái chữ kế là không dơ, dịch không có sát nghĩa lắm. Có nghĩa là không bị nhiễm ô. Nhiễm ô thì gồm có hai sự nhiễm ô. Thứ nhất đó là bên ngoài, thứ nhì là bên trong. Là tâm bị nhiễm ô, ở đây ý nói tâm bị nhiễm ô. Thế rằng là ta đi lập tức rằng bảo là đồng hệ cái giáo hóa nhu mô tự dùng mẹ bà mạ chá yếp bà tu ta đồng hệ mẹ bà chá gà mạ rè xe kê chật rè ta đồng hệ cái giáo hóa nhu mô tự mẹ bà mạ chá bà tu đồng hệ mẹ bà chá gà mạ rè nhu mô khá dễ kì chôn rù xin bà thế dễ kì đồng hệ à chôn rù tu gà ta kê chật rè. Một ngày nào mà chưa diệt được phiền não, được gốc của phiền não thì lúc ngày đó vẫn còn sự đau khổ. Ồ thế rè ta trở vào mẹ bà trở mặt trở trở mặt khóa mẹ bà ồ xe tự bà tự lê xóa. Cho nên không diệt, không dơ, chẳng không dơ, không giảm, không tăng. Rồi ạ, cảm ơn mẹ bố. Ta bây giờ nghe thầy đi thức xa, trở vật trở lại thức xa, thầy sẽ rừng xa, thầy trở vật trở lại thức xa. Bây giờ ta khuyên ngài sẽ ngừng ở đây để trả lời câu hỏi. Nhưng mà thằng kia thì mày mà không cho anh lên đi xa, thằng kia khó năng cho trở vật trở lại thức xa. Quý vị còn câu hỏi, vì có ai muốn hỏi không? À.
Dạ, dạ. Mấy cái lời khuôn tư, ồ, nè, ta chết chết rồi. Khuôn tư trở về, cô nhìn yên là lạc vào chá, khuôn tư phá cái trở về sao? Ai cũng hỏi, giờ ta cũng được. Phá cái khuôn mô chí cháu vào chán đi chế. Chị cũng hỏi. Không tu là không hành trì nữa, không hành trì tập luyện nữa hả? Nghĩa là quăng quăng chén á, sú sa này nhắm lên mà chén á, nghe qua là kê đi để về. Đi làm khâu vừa được đó. Khó nói quá. Khi xin anh nhắm lên làm sao quăng sú sa này nhắm lên mà chén anh nhau chia xin anh nhau chia lên là u sú chả rồi thằng trẻ. Nếu mà nói mà không có, nếu mà thọ quán rảnh rồi mà không có hành trì mà xuống địa ngục liền thì xuống địa ngục quá dễ. Anh nhỏ kia có lẽ không có thể là mẹ ta nhá. Nếu vậy ta đâu cần phải nói xuống địa ngục cũng khó. Sao mà chỗ cho nhỏ anh kia mà giờ xuống dưới lê là ra lê rồi. Lê có thể chơi cái đó. Sinh vào địa ngục hay không chủ yếu là phải tùy thuộc vào nghiệp. Rồi ạ. Nhỏ anh kia. Wang Xu nhắm lên chế mà chế sẽ cái chế thì mạt rồi. Chỗ chỗ nhà vợ số số lấy sáng bộ mang về chén là nhà vợ chế mạt rồi. Số số lấy ngang bờ cái chế mang về chén là nhà vợ chế thì rồi. Hôm nay con hỏi đặt ra là không thọ bóng lãnh thì vào không tu, nếu mà thọ bóng lãnh mà không chịu hành trì mà vào địa ngục không phải như vậy. Chủ yếu là do nghiệp. Nếu mà nghiệp thiện nghiệp thì tốt mà ác nghiệp thì xấu. Nhưng không phải là vì không hành trì. Như chiếc trâu nhỏ khó hiểu được trình độ. Ngài hỏi chị. Chứ sao nhau thì nhau mong có xíu lợi của tụi mình. Quý vị cứ nói cái chữ địa ngục, về địa ngục ở đâu, trả lời. Xem nắng là vừa đẹp. Ta chế ra nhau sẽ có tất trọng tạo của tụi sẽ, ta ra đây ta. Vậy là được rồi. Nhau trụ tuyên giọng mấy xí tử, xí nữ nhau là chế nhé thế kế, nó sẽ mà bị dùng rụng rồi bà. Không bà đi nào bà nó xí vật chế. Nhau là chế nhé thì không bà đi cái nó thì mẹ bà chế, nhau nó sẽ mà dùng rụng rồi ta. Một người mà khi mà chết á, mà phải sanh vào địa ngục đó, thì tự nhiên sẽ thấy xung quanh mình những cái bối cảnh, hoàn cảnh xung quanh mình tất cả thì giống như gọi địa ngục vậy đó. Nhà mà sư dòng bà sao cho xem bà sư vui lên rồi đâu có xong mà toàn vô mà đó. Thì đừng có nghĩ rằng địa ngục ở đâu xa lắm, chỗ nào đâu. Nghe xong á, sư sư xí tư dòng bà là lê ngàn bà sư chú bà sư yu tư dòng bà là anh ấy bật khu ra sư sư khăn bà đề thông yá chăng mà mẹ bà chăng nè tên mẹ bà nè chăng mà chăng nè tên đúng hay nhá chăng mà cô chú yung yu. Cho nên khi một người mà tạo nhiều ác nghiệp, khi mà giờ phút cận tử tự nhiên sẽ thấy xung quanh mình giống như gọi địa ngục nửa trái bùn bùn. Đó là do nghiệp mà ra thôi. Rồi bà, mẹ lâm ngàn bà chí tăng xuống nà kà lê khá dê tù mẹ lâm tục chá chí tăng nà. Quý vị mà có những cơn ác mộng quý vị bị như thế nào? Thấy như thế nào? Nằm mơ thấy gì mà xin ăn sao bây giờ xin ăn sao bây giờ nhưng mà sếp bảo tôi phải xin ăn đồ nhưng mà sếp sao tôi ăn chịu xin ăn mình trong lúc chưa thức dậy lúc đó sợ nhưng mà thức dậy rồi đâu có sợ nữa phải không rồi bà bắt đầu nhau sẽ được nhau thế đó mi làm sếp thì đã thuần túy rồi bà nhau sẽ được lấy cái bạc cha quan cái dụng rồi bà thế nên bây giờ chúng tôi dùng cái gì đó mà để nhau sẽ cho rồi bà lấy ngay bây giờ top chỉ dùng cái gì rồi bà nào thì sẽ bây giờ chúng tôi dùng cái gì đó xin ăn Khi nói tới địa ngục, nó là tự vì chúng ta tạo những ác nghiệp đó, cho nên vì cái sức mạnh, đó, cái lực của cái ác nghiệp chúng ta nó làm chúng ta lúc chúng ta cận tử sẽ thấy nhiều thứ xung quanh chúng ta đều như gọi địa ngục. Nhưng nghe cho nó là xin hát lăng ngư tù mà thế hả? Xin hát lăng ngư tù mà thế hả? Tôi không phải nói cái này để hù các bạn đâu. Đúng không? This is nyawa yone re mene re su su chena she gu ya yo maro su su le sang bo che gwa chena nyawa yone she gu ya yo maro su su do wa zo quan trọng là nếu mà chúng ta làm việc tốt chúng ta đâu có sợ là có địa ngục đâu tất cả đều do một cá nhân hết su su la ho le yo ro cha cha mà tất cả đều nằm trong tay của chúng ta hết rồi bà suối suối yako chén nhau mà ở đó zâm lên xong mà nhau khăng đến nên xí quay phải yêu mà rồi bà suối suối yako chén lẻ yako sa chưa yako chén á nhau là xí quay yêu mà rồi nếu mà quý vị tạo điều việc thiện nè tạo được nhiều điều thiện nè làm việc thiện này nọ tạo nghiệp thiện rồi quý vị đâu cần phải sợ có địa ngục rồi bà ở thế là ta chỗ lẻ rồi ta nhau khi mà suối suối lẻ xong rồi ta khi mà nói sanh vào bỏ địa ngục nó chủ yếu là do nghiệp kiểu ai mang xe thì qua nhau xe đấy kiểu cho nên nó phải tạo nhiều thiện nghiệp và phải ráng bớt đi những ác nghiệp. Dạ. Con hỏi như vậy, hiện tại thầy đã tu được những gì và chưa tu được những gì? Thầy hỏi. 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 Thằng ta sẽ đang khả rơi thốt sống, anh đi khả rơi thốt mà xong. Thì
thì đang khởi nhắm lên.